To lên em nhé. Thầy nói là cứ viết ra là sẽ hình dung tưởng tượng là khi mà mình nói cái câu đó thì các thầy sẽ nói cái tiếp theo. Thì em cứ ra dần 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 là ra mấy cái vấn đề như vậy. Em thuyết trình luôn đi anh, từng bước một đi. Dạ thì bước một thì tức là cái khâu tiếp cận là bắt đầu sale. Em ngược lại bước 1 thì đúng gọn vào thì cái bước đầu tiếp cận khách đó, thì em có hai nguồn khách hàng. Thứ nhất là từ chạy ẹp, là từ bay. Và thứ hai là khách hàng từ Facebook của em. Thì đối với khách hàng từ ẹp đó thì khi mà nó chạy ra số thì mình gọi thì có số có người ta để người ta cho số, hoặc là trường hợp người ta không cho. Đối với trường hợp cho số thì mình gọi, có người bắt máy hoặc người không bắt ngang máy. Đối với trường hợp bắt máy thì mình sale như bình thường, hoặc là trường hợp bắt máy thì có họ cho mình tư vấn, còn trường hợp là thẳng luôn giá chị biết hết rồi thì xử lý như thế nào. Ok này em, mọi người xe là từng đã cho bên nhiều mà em chia sẻ kỹ lắm cũng không hết, nó không kịp mọi người. Mọi người chia sẻ đi, em không sao đâu, kịp mà. Em cứ chia sẻ cho mọi người luôn. Trường hợp mà bắt máy thì em xem như bình thường, tức là cũng chào hỏi, giới thiệu em là từ đâu, xong rồi hỏi tình trạng da cũng như thế nào, họ bị nám nhăn chảy xệ hay sao, em chỉ hỏi sơ thôi để mình nắm cái trường hợp của người ta chứ em không hỏi sâu. Bởi vì là em muốn xem qua video call thì em hỏi tình trạng da, xong rồi hiện tại là đang dùng sản phẩm như thế nào, cách chăm sóc da ra sao, để em có ghi sơ ra về cách chăm sóc da là vệ sinh này, lau khô mặt và lau như thế nào, dùng khăn hay là dùng bông tẩy trang, tại tế bào chết, dùng nước hoa hồng, kem chống nắng, kem dưỡng, da của họ là da dầu, da khô hay da phổ thông thì trải như thế nào đó, rồi cho người ta thấy mình là ở trong chuyên gia học. Sau đó thì em dẫn nhất em coi là thật ra thì vấn đề da nó rất là nhạy cảm, mà chị nói sơ vậy em chỉ biết sơ thôi, chứ bây giờ em muốn là xem kỹ da của chị để em tư vấn một cách tốt nhất. Bây giờ chị nói sơ vậy, dùng sản phẩm có tốt đến mấy mà chị dùng không đúng cách nữa thì nó cũng không có đạt hiệu quả. Em muốn là khách hàng nào cũng vậy, đến với em là phải đẹp, dùng phải chất lượng, phải đẹp thì tính em cũng được nhận kỹ nữa. Nên là bây giờ chị cho phép em là gọi video call đi. Thứ nhất là chị em mình có thể giao lưu tương tác với nhau, chị biết về em, chứ bây giờ gọi điện thoại chị không biết em là ai. Đó với lại là em muốn là hướng dẫn chị chạy máy, bởi vì là mỗi người thì có mỗi cái loại da khác nhau, thì cái bộ này nó cũng tùy thuộc vào loại da với lại cấp độ lão hóa của chị nữa. Nên là bây giờ chị cho phép em gọi video call để tiện để em hỗ trợ chị. Thì ok vào video call này, có trường hợp, hai trường hợp người ta không cho vào video call thì em nói thẳng luôn, thì bởi vì là em kỹ như vậy đó, mà chị không cho gọi video call thì em không thể nào mà em tư vấn kỹ được. Là em nói một vòng một hồi là em không tư vấn luôn, em để đó, nếu mà chị bận quá thì để giúp khác. Xong rồi em vào video call thì trước vào video call là em khen họ trước để cho họ không có cảm giác gần gũi với mình hơn. Thì em khen thì mới đầu là em kiếm khen cho tự nhiên chút, thì em nhìn cái gì em ấn tượng ngay từ đầu là em khen đầu tiên là như ôi hồi nãy chị nói chị bao nhiêu tuổi, à em có hỏi tuổi trên đây nữa, em hỏi tới nhảy chút là không nghe giọng bị trẻ nữa, này không biết chị bao nhiêu tuổi. Thì xuống dưới em hỏi hồi nãy chị nói em bao nhiêu tuổi, à 50 đúng không, ôi 50 mà sao nhìn trông như trẻ đó. Em bình thường em làm trong cái lĩnh vực này lâu rồi á, là em bình thường là cái độ tuổi của chị á, nhiều trường hợp mấy chị không da đẹp với chị bây giờ đâu, hoặc là em kêu là tức là gọi video call này em khen đầu tiên luôn, xong rồi em vào em kêu ôi chị xăm chân mày rồi, chị xăm lâu chưa, em xăm là nhìn chân mày của em muốn xăm cả năm trời mà sao nó xấu không có đẹp như chị đâu, tôi nhìn chị xăm kiểu tự nhiên nè, hoặc là em thấy người ta môi mà người ta nhiều cái tuổi đó, nhiều người họ xăm môi xăm chân mày á, em kêu chị xăm môi nhìn đẹp này, cái màu đen tự nhiên nè, chị xăm nhìn trong nhìn sáng, da nhìn chị rất là sang, hay là em kiếm chị đỡ khen như vậy để kiểu thả băng với khách hàng, xong rồi khen xong rồi em bắt đầu chê, em bảo là chị ok á, tính ra là độ tuổi của chị da chị như thế này là đẹp rồi á, nhưng mà chị có hơi bọng mắt này, nếp trong chi mà chị thấy không, nếp trong chi bọng mắt là chị không ngủ được hay sao vậy, nói chị thâm đen thui à, chị không ngủ được hả, chị suy nghĩ hay sao, chị lo lắng gì đúng không, hay là chị có nhiều người là đối với cái tuổi đó là nhiều người họ bị mất ngủ kinh niên luôn, thì
xóm đi, trường hợp người ta kêu là chị bị mất ngủ kinh niên á, à cái này thì em giúp được em, bởi vì là cái độ khách của em nhiều người giống chị á cũng mất ngủ kinh niên, thì nói trước để sau này úp úp video bên cô à, thì em vừa nói sơ qua về cái đó nói sơ thôi, chứ em vẫn tập trung mà ngay từ đầu á là em nói là à em quay lại phút đầu chút là em bảo là chào chị, em là Oanh chuyên gia về chăm sóc da, là em có thấy chị để lại thông tin về cái bộ chống lão hóa và có máy Lumi Spa đúng không? Thì em nói là bộ chống lão hóa luôn, chứ em không có nói về Lumi không, bởi vì ngay do là cái quy trình này chăm sóc da rồi như thế nào đó là em ngay từ đầu là em xác định là cả bộ luôn, để cho em bán được cả bộ chứ em không có nói riêng về máy Lumi. Xong rồi em chê xong em hỏi công việc của chị hiện tại chị đi làm như vậy, chị có tiếp xúc ra ngoài nắng nóng nhiều, ra ngoài nắng nhiều không, chị ra ngoài nắng như vậy rồi chị có vô tình trong nắng không, hay là trường hợp là người ta ngồi trong phòng, em cũng hỏi luôn chị cái tia UV mặt trời á, thật ra dù chị có bịt đánh máy á thì chị ngồi trong nhà thì nó vẫn đâm xuyên qua tường, là nó vào thẳng vào da mặt của chị luôn, thế chị đừng có nghĩ là chị bôi kem chống nắng hoặc là chị bịt không là ok, nên là cơ bản nhất là chị phải bôi kem chống nắng nhất em nha. Nhưng mà em chưa bỏ cái kem chống nắng vào bộ của em vì là em cũng hơi ngại chưa tự tin lắm. Bộ của em là chị có Lumi, Too Faced, Waspen với lại là G3, nhưng mà bây giờ em mới Waspen thì em chưa mở G3 đâu. Không bị mất đâu. Ừ. Thì sau đó em hỏi là sang chồng, kêu là hỏi công việc xong hỏi chồng, em hỏi là chị làm công việc như vậy rồi chồng chị có làm cùng không, anh có phụ chị không? Trường hợp sẽ có hai trường hợp là không làm cùng mà anh không phụ gì hết á, cứ mình chị làm thôi. Em kêu trời ơi sao mà chị giỏi quá vậy, một mình chị mà lo được hết. Và trường hợp mà có chồng đó, anh có phụ chị trước là em sẽ khen, sao em vậy thì quá tuyệt vời rồi, đồng vợ đồng chồng tác nghiệp đó cũng cạn, thì em bắt đầu em khen cho chuyện của chồng. Xong rồi em mới hỏi là hỏi về chồng chị làm đẹp như vậy rồi anh nhà mình có thích không, thì sẽ có hai trường hợp, kêu là ôi chị làm gì chị làm chứ chả tới giờ mà anh để đâu, hoặc là có trường hợp là không, anh không thích chị làm đẹp, chị bảo em lấy chị làm thôi. Thì trường hợp mà tự mình thích làm gì thì làm, thì em bảo là đúng rồi chị, có nhiều trường hợp em thấy á, là bị phụ thuộc vào chồng không thích cho làm đẹp, chắc là sợ mình đẹp rồi đi mất hay sao á đó. Đó là em nói vậy, hoặc là trường hợp mà chồng ủng hộ thì em cho là đúng rồi vậy, chồng mà chị chồng thì là thuộc diện tâm lý á, thế nhiều người là không thích vợ mình đẹp đâu, nó cứ giữ cứ khư gì đó. Xong em hỏi xem chuyện của con cái, em hỏi con lớn hết chưa, bởi vì đối với trường hợp con cái thì đối tượng của mình là khách hàng cũng lớn tuổi, nên là con cũng lớn, với lại là tầng lớp của mình là tầng lớp thuộc dạng là thượng lưu á, thành ra là có con ở bên nước ngoài, thì con bên nước ngoài á thì sẽ có trường hợp là hồi trước em xem là có trường hợp là tại vì họ con chị xem, con chị cũng có gửi đồ của Nhật, của Hàn, chị già xài là chị thấy ok, thì chẳng ngay từ đầu luôn hỏi là con chị lớn hết chưa, rồi con của chị có ủng hộ chị làm đẹp, con có ấy là hai mẹ con có làm đẹp chung với nhau hay không đó. Sơ qua xong rồi nếu mà con có đi học ở nước ngoài thì cũng khen luôn, trời ơi chị có con giỏi ghê, hoặc là trường hợp con mà học ở trường ở thành phố hoặc là ở đồng nghiệp cũng khen con giỏi, không người ta học lĩnh vực nào cũng khen giỏi hết á, là bởi vì là người ta thích được khen là con là chồng, nói chung là tuổi đó thì tập trung vào con nhiều thì đánh vào tuổi vị của người ta. Xong rồi em kể chuyện về phụ nữ là trước 30 tuổi á thì không làm gì cũng đẹp, chị công nhận với không? Bởi vì á là ở sau 30 tuổi á không làm gì mà đẹp á thì nó là hơi bị lạ, hơi bất thường. Bởi vì là sau 30 tuổi á là cơ thể của mình không có tự tái tạo collagen nữa, nó không còn tái tạo collagen mà mình tức là dễ bị lão hóa, với lại là những cái sợi elastin như cái da mặt của mình á thì nó bị gãy, dẫn đến trường hợp mà da của mình bị trùng xuống như vậy. Đó thành ra chị phải độ tuổi này chị phải giữ cho em, dù da chị có đẹp như thế nào chị cũng phải giữ, để mình da chị đẹp rồi thì chị giữ chăm sóc để mình duy trì được cái độ đẹp đẹp như thế. Còn bây giờ tình trạng da của chị như vậy chị cần cải thiện nhiều hơn chị nha. Em có hỏi lên là chị có đi soi da chưa? Chị có đi soi da thì có hai trường hợp, chưa chị chưa soi, trường hợp là chị soi rồi. Thì đối với trường hợp soi rồi thì hỏi là người ta bảo chị làm hai cấp độ mấy,
vì có nhiều trường hợp mà họ thật sự hiểu da của họ á, mà mình cũng không hiểu rõ lắm, thì phải hỏi chậm trước chứ không thôi là lúc đầu thì em thẳng luôn, em kêu da chị là hóa cấp độ đó, chứ nhưng mà em có hỏi mọi người thì mọi người kêu là em nên hỏi trước khách hàng, giống như là khách hàng bị bệnh đó thì hỏi là bác sĩ đó nói chị bị bệnh gì, nói chậm trước ngay từ đầu. Nếu mà kêu là chị không biết nữa thì em nói luôn là da của chị hiện tại là đang đã hóa cấp độ 3 thì 5 cấp độ gì đó, cho nên giống chuyên gia. Xong rồi em cấp độ 1 á, là da của mình căng bình thường còn khỏe. Cấp độ 2 á, là tức là tiền lão hóa, là tức là mình sẽ có những cái dấu hiệu lão hóa nhưng mà về mắt thường mình không thể nhìn thấy được. Còn da của chị hiện tại là đang lão hóa cấp độ 3, tức là xuất hiện những tình trạng nếp nhăn ở mắt, chảy xệ, nếp chân chim đó. Thì bây giờ là chị phải bình thường là hiện tại là hôm nay chị nói với em là chị dùng sản phẩm gì, thường là người ta dùng của Nhật, của Hàn là nhiều. Thì em nói là của Nhật, của Hàn em khen sản phẩm của họ chứ em không chê. Sản phẩm nào cũng vậy, không cần. Thật ra nhiều sản phẩm em không biết lắm, nhưng mà khi mà khách hàng chị hôm nay chị nói chị dùng cái kem gì được em xem được em xem được xem, thì em search lên Google ra kem đó, em biết sơ sơ thôi, thì người ta cũng ghi là hóa, nhưng mà em bảo là chị cái này tốt này, cái này của Nhật, của Hàn, thì của thằng Nhật, thằng Hàn á, thì nó đi đầu về cái thằng mỹ phẩm. Nhưng mà á, chị có công nhận với em không, chị dùng nó trắng nó sáng đó đúng không, nhưng mà không thể nào xóa được tình trạng nếp nhăn của chị đó. Mà chị có công nhận với em á, da mình dù có trắng như là bình thường trang mình đi đám cưới đúng không, mình trang điểm là mình có thể làm cho da mình trang điểm make up thì da mình có thể trắng lên được nè, có thể xóa được rồi, che khuyết điểm về tình trạng mà nám tàn nhang đồ mồi, nhưng mà không thể nào che được nếp nhăn chảy xệ. Mà da mình dù có trắng đến mấy mà có nhăn chảy xệ thì cũng không thể nào đẹp được, chị công nhận với em không? Thì bây giờ chị đừng có thấy là như là đa số là có nhiều trường hợp là chia sẻ phụ nữ hay chia sẻ nét đẹp với nhau, thì đối với chị này á hay nói là ừ có sản phẩm này đẹp này chị dùng đẹp, cái thế là cứ thấy người ta đẹp rồi mua theo, nhưng mà chị không biết là da chị hiện tại chị đang cần gì nhất, chị phải thật sự hiểu da của chị như thế nào thì chị mới có thể mà cải thiện được cái da chị hơn, chứ chị đừng có mua theo người ta. Da của chị như là trường hợp nha, da chị là da gì, da chị là da dầu đúng không, như ví dụ như là cái người giới thiệu của chị là da khô thì họ dùng cái đó thì nó đẹp lên, nhưng mà chị không thể da dầu mình không thể lấy sản phẩm của da khô mà chị dùng được, như là dùng sữa rửa mặt người ta cứ dùng đại, người ta không biết người ta da dầu da khô hay da nhạy cảm, thành ra nó không có hiệu quả, nên là chị phải biết là da chị như thế nào đó. Để em cũng nói sơ qua về da dầu da khô, để em nói người ta nói da dầu thì em bảo là da dầu thì cái tỷ lệ mình bị lão hóa nó sẽ lâu hơn so với da khô, nó sẽ cung cấp cái độ ẩm, nên là bình thường là những người da dầu nhìn họ sẽ trẻ hơn so với những người da khô. Da khô thì lão hóa nhanh hơn, nhưng mà bị một cái da dầu một cái là nó khó vệ sinh, mình vệ sinh không kỹ á thì dẫn đến trường hợp mà mụn với lại là bụi bẩn nó vào thì làm lỗ chân lông mình nó cũng bị to hơn nữa. Thì ý là chém một vài kiến thức ra cho người ta thấy, giống mình trong con này chùm về da thật đó. Xong rồi hồi trước anh Tài có chạy về True Face, thì em có kể thêm đối với True Face thì chạy của cô Nga cô Hương á, thì em có kể chuyện thêm về cô Nga cô Hương. Nếu mà chạy quảng cáo của cô Nga cô Hương á thì em kể chuyện của cô Nga là em hay kể là hồi trước á cô Nga làm bên nữ, chị biết cô Nga không, chị biết cô Nga năm nay bao nhiêu tuổi không, 70 tuổi rồi đó. Hồi trước là cô làm bên bảo hiểm, cô là nữ hoàng bảo hiểm á. Mà cách đây 5-6 năm trước lúc mà em gặp cô Nga á, cô không có đẹp như bây giờ đâu. Vì lúc đó cô rất là mập, mà tức là da nám là chảy xệ rất là xấu, xấu hơn chị bây giờ nữa, chứ không phải là đẹp như bây giờ đâu. Mà cô là cô đẻ chị Nam Phương, mà đẻ hơi muộn. Mà đợt đó là cô dẫn chị Nam Phương đi học, mà bạn của chị Nam Phương, cái này là em học cái câu chuyện này từ người ta chứ không phải chị. Em học do vậy chứ em có đi học lỏm. Em học lỏm xong rồi bạn dẫn chị Nam Phương đi học, thì bạn của chị Nam Phương mới bảo là con chào bà. Thế là cô mới tủi thân bảo là sao bạn của con mình mà bảo chào mình là chào bà. Thế là cô mới bắt đầu tủi thân, cái bắt đầu mới về đi làm đẹp. Thì cô dùng cái này thì hai anh em luyện buổi sáng luôn. Đứng thì được cái giơ tay hỏi con. Đại hơn. Tiếp tục. Thì cô dùng cái này á, thì nhìn cô bắt đầu cô trẻ
trẻ không muốn mẻ ra, do là cô dùng cả bên trong và bên ngoài. Thì lát nữa em nó sơ qua cả bên trong bên ngoài. Thì nhìn cô mới đẻ ra xong rồi cô làm đại diện cho thương hiệu của bên công ty Nu Skin tại Việt Nam luôn. Chứ hồi trước cô không đẹp như thế này đâu. Bây giờ chị dùng cái bộ này, sau này chị đẹp lên là chị làm đại diện thương hiệu cho em luôn nha. Là người mẫu cho em luôn, cứ như là bảo khoái. Chị nó nói chị xấu là sao là chị làm đại diện được. Nhưng mà nhiều người, nhiều chị rất là đẹp thì khen người ta dạy người ta cũng rất là khoái. Xong rồi em hỏi lại về sách xong rồi em nói nó tổng kết chị bây giờ da chị bị như thế này chị muốn cải thiện như thế này đúng không? Rồi xong rồi em bắt đầu đối với tình trạng của chị như vậy á, chị phải đi theo lộ trình giúp em là chị dùng tức là bên trong cơ thể của chị, em nói sơ qua về tình trạng lão hóa của chị, về vấn đề mà khách bị mất ngủ á, tức là bên trong sức khỏe của khách không được tốt. Bây giờ á, chị có bôi cái két lên máy, chị có dùng cái gì đi chăng nữa, chị có đắp hết vào mặt của chị, nhưng mà bên trong cơ thể của chị không tốt thì chị không thể nào chị trẻ đẹp được. Bởi vì á, là chị tưởng tượng đây là sau 30 tuổi á, là cơ thể của mình là không có tự tạo được collagen nữa. Với lại á, giờ như thế này này chị, ở ngoài không khí mình có rất là nhiều gốc tự do. Rồi một ngày như vậy á, là cái gốc tự do nó tấn công vào cơ thể. Một ngày những cái gốc tự do nó tấn công vào cơ thể của mình. Thì khi mà thời tiết nó bất ổn, nó thay đổi như vậy, và khi mà chị lo lắng, stress hay là có vấn đề gì đó, thì những cái gốc tự do này nó bất ổn thì nó sẽ liên kết thành một cái chuỗi da và nó bắt đầu tấn công những cái tế bào của mình, dẫn đến trường hợp tại sao mà khi trở chơi thì hay bị cảm phạm, bị mệt là do như vậy. Với lại là khi mà nó tấn công những tế bào như vậy thì nó làm cái tế bào của mình nó chết và nó trẻ, nó bị già đi. Tức là chị già là già từ bên trong tế bào của chị luôn. Giống như là em học cái này từ cô Nga, là cơ thể của người phụ nữ là giống như là bên trong những cái tế bào đó giống như là những bóng đèn. Thì khi mà còn trẻ là cái những cái bóng đèn nó đều phát sáng ra, là nhìn mình thứ nhất là trẻ, khỏe, đẹp, chứ không phải là đủ tiêu chuẩn là trẻ, khỏe, đẹp luôn. Nhưng mà khi mà mình lớn tuổi, mình bắt đầu có tuổi là những bóng đèn nó tắt hết. Thì mình phải làm sao để những bóng đèn nó sáng lại thì mình mới khỏe với trẻ được. Đó là khỏe, trẻ, đẹp, bình vững luôn. Chứ không, mình là chỉ dùng bên ngoài thôi á, là nó chỉ đẹp tạm thời thôi. Chứ không thể nào mà mình có thể mà trẻ đẹp lâu. Giống như hình ảnh của Nga, mọi người tưởng tượng hình ảnh của Nga. Cô Nga dùng hết cả bộ như vậy, nhìn cô Nga mới được như bây giờ. Thì áp vào khách luôn, là buộc khách phải dùng hết cả bộ trong lẫn ngoài thì nó mới đẹp. Đó thì em nói sơ qua về cái dạy, xong rồi em nói về ung thư do em học từ thầy Linh. Thì cái gốc tự do đó chị, cái vấn đề ung thư nó đơn giản lắm. Dạ, như chị đi ngang qua một cái không khí nào đó mà chỗ đó nó có gốc tự do nhiều mà nó tấn công vào cơ thể của chị, trong lúc mà cơ thể của chị không được khỏe nữa thì nó phá hủy tế bào của chị, mà phá hủy tế bào thì như vậy á thì dẫn đến trường hợp chị bị ung thư thôi. Chứ không phải, cũng một phần là vấn đề sức khỏe của mình, mà một phần là do là cái gốc tự do như vậy nữa. Cái nhiều trường hợp đùng một phát tự nhiên bị ung thư mà không biết lý do tại sao. Thì cái này hồi trước là em cũng có nghe một cái bạn bên trường y dược có chia sẻ về cái vấn đề ung thư, là nói về cái đó, rồi gặp thầy nữa, xong rồi em nói sơ chém sơ sơ về cái vấn đề sức khỏe đó, để cho người ta thấy là mình là vừa là chuyên gia về sức khỏe, vừa là sắc đẹp, rồi sau này mình úp những cái như bio ginkgo thì người ta cũng tin. Em bắt đầu là dẫn dắt thì đối với tình chị phải nên là chị phải dùng cả bộ, là dùng cả trong lẫn ngoài thì chị mới trẻ đẹp được lâu. Chị muốn đẹp trong khoảng thời gian bao lâu? Em nói thẳng luôn để em biết, mà em bởi vì là nếu mà chị muốn đẹp liền thì em có bộ đi, bộ tốt nhất cho chị. Chị muốn đẹp trong khoảng thời gian bao lâu? Còn thì đối với da của chị như thế này ạ, thì trước hết chị dùng cái máy, em đưa cả bộ ra. Dùng máy Lumi này giúp em. Thứ nhất là cái máy này á, thì nó có công nghệ kép xoay chiều để nó làm sạch sâu và nó nâng cơ xóa nhăn của chị. Cái này em nói về cái chạy của nó, nguyên tắc chạy của nó chắc mọi người biết rồi. Xong rồi em chuyển sang về True Face. Cái này True Face là một bộ đi kèm với nó, với nhau. Cái này không phải là kiểu massage bình thường mà kiểu nâng cơ nha chị. Nâng cơ là buộc chị phải dùng lực, chẳng hạn như massage là mình phải chỉ cần như thế này thôi để nó lưu thông máu, mạch máu trên gương mặt của mình. Còn khi mà True Face là chị phải vuốt, chị tưởng tượng nhìn mặt em này, em bắt khách phải nhìn em, xong rồi em nhắm mắt lại, xong rồi em bắt đầu vuốt. Là chị vuốt như thế này nè, bắt đầu chị thấy không, chỗ này của chị có đặng cười đúng không, khi mà chị vuốt lên đó, nó căng
ra như thế này nó mất rặng cười này, thấy không? Chị phải làm sao chị vuốt mà nó mất cái rặng cười này cho em là được đó. Mà tất cả những cái chân tóc của mình là nơi tập trung tất cả các huyệt, nên là khi mà chị massage là chị phải kéo nó lên, kéo lên tới tận chân tóc của chị đó. Chị nhìn em nè, chị làm thử đi. Em hỏi như vậy xong rồi, trước đó là em hỏi là bình thường chị massage chị dùng chị massage như thế nào, rồi cách massage thì mọi người kêu thì chị massage như thế này này này. Ôi chị massage như vậy là sai rồi, hèn chi mặt của chị là bị nhão là đúng. Chị massage nè, chị để bài giao cái này là em đi học đi luôn á. Rồi chị massage, chị dùng hai ngón này giúp em, cái này là đúng chính xác nha, không phải là em nắm phải đâu. Mà mọi người cái này để chia sẻ giá trị cho người ta thấy ok giống chuyên gia lận. Thì dùng hai cái ngón này, ngón áp út và ngón giữa đó, mọi người làm theo em đi. Đó, như thế này nha, chị làm theo em. Dùng hai cái ngón này, chị biết tại sao dùng hai ngón này không? Bởi vì hai ngón này là hai ngón lạnh, nó sẽ giúp mình đẩy tất cả những vi chất vào bên trong. Mấy chị thường thường á, đánh kem giữa là cứ lấy ngón này nè, cứ đánh là bổ như thế này thôi. Thật ra như thế là không đúng, bởi vì là tất cả những cái ngón còn lại á, là ngón nóng. Tức là ngón nóng nó sẽ hút tất cả những cái vi chất vào đầu ngón của mình, thành ra bao nhiêu cái tinh hoa của cái tinh túy nhất của kem nó vào tay chị hết rồi, nó không có tác dụng gì hết. Nên là tại sao các chị dùng kem dưỡng mà không có tác dụng là như vậy. Nên là dùng tất cả dùng cái ngón này giúp em nhé. Mọi người hướng dẫn khách như vậy luôn, là khi mà massage là từ dưới lên trên nè, chị làm thế này, từ dưới lên trên vuốt ra đến tận chân tóc đó, từ trong ra ngoài căng lên, chị kéo căng lên, chị nhớ khi mà massage chị căng lên như thế này nè, làm như nào mà chị cảm thấy là nó xóa đó, nó xóa được cái nếp nhăn của chị. Còn đối với tình trạng của mắt á là chị vuốt nó lên đó. Cái này thì em nói sơ thơ qua, em có chém vài cái về massage mắt, mà thật ra cái này chị không nhớ đâu. Thì em nói sơ ra thôi, còn tối á, chị khi mà chị nhận cái bộ này về á thì dành cho em tầm khoảng 5-10 phút thôi, không tốn nhiều thời gian của chị đâu. Bận đến máy thì cũng phải gọi cho em, bởi vì em muốn chị dùng chị đẹp ngay lần đầu chị dùng luôn. Đối với em là em muốn một khi mà khách hàng dùng đẹp ngay từ đầu rồi họ sẽ có niềm tin họ theo, nên là em muốn là làm sao mà chị, em không phải như người ta bán xong khách hàng dùng như thế nào thì dùng, em không muốn như vậy, không phải bán một lần mà khách hàng đi luôn, nên là chị phải gọi cho em nhé. Nói thật chút bài cho khách vuốt sơ sơ vậy cho phai xong trước khi vuốt cho phai thì nhớ xịt khoáng, nhưng mà em không có nói xịt khoáng, cái này em học từ cái bạn kia kêu là xịt collagen, xịt dưỡng ẩm collagen, xịt đó xịt dưỡng ẩm collagen nó cho nó trông một chút cho phai nó chỉ là cao cấp hơn. Cao cấp hơn là xịt khoáng. Chị dùng cái bộ này xong rồi em nói về waistband, thì cái này gọi là viên thanh xuân, tức là nó làm trẻ hóa ngay trong tế bào của chị luôn, nên là chị dùng cái này là nó sẽ cái tình trạng đối với tình trạng mà khách bị nám. Thì em nói sâu qua về cái vấn đề nám là bởi vì là sau khi 30 tuổi là cơ thể của mình không có tự tái tạo collagen nữa, thành ra là khi mà đi ra ngoài đường rất là dễ bị bắt nắng như vậy thì nó trồi lên gọi là sắc tố melanin. Thì thật ra nám tàn nhang đường mồi về cơ bản là nó tốt, bởi vì nó ra mặt nó hiện ra như vậy để nó bảo vệ da của mình dưới ánh nắng mặt trời, nhưng mà về mặt thẩm mỹ thì nó không được đẹp cho lắm thôi. Đương nhiên chả ai thích là bị vấn đề là nám tàn nhang đường mồi đó, nên là còn vấn đề nám á thì chị tưởng tượng như thế này nè, nó là một dạng kim tự tháp. Thì tất cả những cái gì mình thấy á chỉ là bề mặt mũi nhọn của kim tự tháp là thôi, còn bên trong của nó, cái chân của nó rất là rộng. Nên là tại sao chị có đi tìm hiểu về cái bắn laser nám không? Tại sao chị biết tại sao người ta bắn thời gian đầu thì rất là đẹp, nhưng mà sau thì nó còn ghê hơn không? Bởi vì nó cứ bào mòn cái nám như thế, chứ về cơ bản cái góc nó không được đẩy ra, thành ra nó sẽ bị đen hơn là nó như vậy. Nên là chị phải hiểu nguyên lý của nó như thế nào thì chị mới làm dứt điểm được cái tình trạng của nám. Chứ nhiều trường hợp mấy chị đi bắn laser xong da bị mỏng rất là tội. Mà dùng kem nó không phải chuyên về hút nám á, thì chị bị bào mòn da dẫn đến cái mạch máu, da bị mỏng hiện lên những cái mạch máu. Thì chị cần nói về nám, cái này là em học của chị Quân, chị Minh bên anh Quang Đỗ. Em thấy là nói về cái người ta thấy nó rít, người ta thấy đúng á. Nên là chị dùng cái máy Lumi này, thứ nhất là nó làm sạch sâu để một phần là nó hút vào vấn đề nám tàn nhang đầu mùi đó chị. Thứ hai là chị phải dùng cái waistband này giúp em, nó là viên thanh xuân, tức là nó sẽ giúp chị là đẩy những cái nám ra bên ngoài, đẩy nó nám. Mọi người sẽ thấy cái trường hợp là dùng một thời gian khách sẽ bị xấu thời gian đầu, bởi vì lúc đó là nám nó đang đẩy ra nên mặt của họ bị tối á. Nhưng mà sau cái thời gian đó phải hiểu rõ nguyên lý về nám
ta luôn tin mà, mặc dù là người ta đã xấu nhưng mà người ta vẫn niềm tin là sau cái xấu đó người ta sẽ đẹp. Đó nên mình là vào trước. Không, em không vào luôn, em không có nói không vào trước là bị là thời gian đầu dùng sẽ bị ấy á. Thì chăm sóc kỹ thôi. Nhưng vẫn phải nói trước cái vấn đề này. Mình có thể nói trước chứ. Vẫn phải nói mọi người thôi, còn em hỏi để cho bạn ấy trình bày. Thì cái đó thì tùy mọi người, nếu mọi người cho bạn xe uống tạm nha má ơi. Không, đây đang nói là có ký mà, chứ có ai đâu bắt bạn sửa đâu. Do là em cũng, tôi bây giờ em cũng định là sẽ nói chặn trước. Nhưng mà em nói là như vậy là người ta sẽ nghĩ nó rủi ro, chẳng hạn như là người ta sẽ bị dị ứng hay gì đó, người ta sẽ nghĩ đến vấn đề đó. Còn em muốn là NLP khách hàng là dùng và đẹp luôn, chứ em không muốn nói là những cái rủi ro. Thì sau trong quá trình chăm sóc thì lúc đó người ta nhận rồi, người ta dùng rồi thì mới nói chứ. Chị, cái này em đã nói rất nhanh, nếu mà chị điều trị nám thì thời gian đầu nó thải độc tố ra bên ngoài, nhìn da chị hơi bị xấu một chút, nhưng mà chị duy trì giúp em nhé. Sau cái giai đoạn này thì chị sẽ đem ra, chị nghe lời em, chị làm theo em nhé. Bây giờ là em thật sự em là người hiểu rõ nhất về da của chị, nên là chị đừng nghe ai hết, nghe mình em thôi. Nói về white span tức là nó sẽ làm trẻ hóa ngay trong từ tế bào của chị luôn, nên là chị trẻ đẹp bền vững chứ không phải là kiểu mà đẹp ngày 1 ngày 2. Nên là cái này chị white span thì một ngày uống 2 viên, một lần uống 2 viên, một ngày uống 2 lần thì nó làm trẻ hóa của chị ngay trong từ tế bào luôn. Chị dùng cái này tầm khoảng 2 tuần là chị thấy da chị nó khác đi, với lại là chị sẽ có sức khỏe. Nhìn chị bị mất ngủ đúng không? Chị dùng cái này nó sẽ giúp chị là ngủ ngon hơn. Với lại trường hợp mà khách hay bị tê bì trên tay thì nó sẽ giúp là lưu thông mạch máu, tốt cho tim mạch, bổ cho mắt. Đó, em nói sâu qua về công dụng của white span. Chứ rồi vậy thôi. Xong rồi em lúc mà chủ yếu là lúc mà nói về cái bộ đó thì em bị cảnh khách. Em bắt khách phải nhìn vào mặt em, xong rồi em nhìn vào em nhưng mà em nhắm mắt lại. Nhưng mà em bắt đầu tưởng tượng cái mặt của khách đó, nó căng ở chỗ này, xong rồi nó dùng khách vuốt nó xoay được cái vấn đề rất nhanh của khách. Lời thì lúc ấy em mới lúc đó. Với lại em tên là chị dùng tầm khoảng 1-2 tuần á, chị đẹp ra. Thì chị ra ngoài đường người ta có hen á, thì chị có giới thiệu cho em, con bé hoa này nó làm cho chị đẹp á, chị giới thiệu người này người đi cho em nha. Cái này khi mà người ta khen á, chị vui mà em cũng vui nữa. Rồi, xong rồi em chốt cho em có thêm cái ý mà em quên là em chưa đi ra. Xong rồi em chốt là cái bộ này. Em từ từ, lúc mà trước khi chốt là em sẽ nói về chính sách bảo hành với lại dịch vụ. Thì khi mà chị lấy cái bộ này nè, có gì thì em sẽ là người trực tiếp mà buổi tối hay buổi sáng á, em sẽ hỗ trợ chị hướng dẫn cho chị cách dùng làm sao để nó đạt hiệu quả nhất. Còn khi mà em bận quá thì chị cứ lúc mà chị gọi cho em không được thì chị cứ để lại tin nhắn, thì để tin nhắn là em trực tiếp em gọi cho, không thì em sẽ nhờ nhân viên cấp dưới của em nói nghe nó chậm một xíu, em sẽ nhờ nhân viên cấp dưới của em người ta gọi, người ta hướng dẫn cho chị đó. Với lại khi mà chị nhận cái bộ này giúp em á, từ từ em hẳn chốt em bao giá sau, em phải nói hết tất cả những cái dịch vụ trước. Khi mà chị nhận cái này á thì chị lưu ý giúp em là vấn đề này. Thứ nhất là chị kiểm tra giúp em xem bên trong là nó có đầy đủ tất cả các món hay không. Khi mà chị mua chị mua cái máy Lumi là hiện tại đang có chương trình mà 6 năm công ty về Việt Nam á, thì mình có chị mua cái máy Lumi này như thế này sẽ có một cái tip tinh chất đi kèm. Cái tip tinh chất đó thì em nói ngay chỗ mà máy Lumi luôn á. Em nói chỗ máy Lumi á, nói về công nghệ ALOT, nói về tại sao dùng cái đó nó lại trị được vấn đề về nhanh. Nhưng mà thực ra là cái máy Lumi đó có thể mà làm cho da của khách đẹp lên thật. Bởi vì là hôm buổi lúc em theo chị Giang đi qua đó, thật đó là lần đầu tiên em demo cho khách. Đúng sao chị phải mà. Nhưng mà khi mà demo cho khách xong á, là mình có niềm tin hơn. Bởi vì lúc đó là em thấy là da khách đẹp hơn thật. Thật ra bản thân mình phải tin đã, nên là mình khi mà mình tin á, mình nói người ta mới truyền được tới người ta. Chứ bây giờ bản thân mình không tin, mình cứ nói như vậy, thật ra sẽ không truyền được đến người ta. Nên là sau khi em đã mua cho khách thì em có niềm tin. Em cảm giác như là em nói nó mạnh mồm hơn. Khi mà mình không tin là mình không dám nói, mình cảm giác là cái lời nói của mình không có chắc. Nên là mọi người đều mua nhiều vậy. Nên dùng thử nhiều. Dạ, ấy là bản thân mình dùng với lại là đều mua cho khách đó. Bởi vì là cái da
bị lão hóa, nhăn chạy xệ. Mình dùng đối với trường hợp đối tượng nó khác nhau mà. Nhưng mình dùng da của mình còn đang khỏe thì mình dùng trong cái đèn không thật. Nhưng mà nhiều người kêu là ủa cái máy này làm sao mà xóa được nếp nhăn chạy xệ, với lại làm sao mà nó giảm được nám tàn nhang. Nhưng mà hôm bữa em đi demo cho khách thì em thấy là mới lần đầu tiên mà da của khách đã như vậy rồi, thì em có niềm tin là chỉ cần khách duy trì với lại uống bên trong mà không thể nào mà không đẹp được. Nếu mà mọi người thì úp thêm cả Galvanic trắng là đẹp, không thể nào mà không đẹp. Em nói về cái dịch vụ, cái bảo hành, chị nhớ kiểm tra giúp em nhé. Chị kiểm tra có em nói thêm về mua tặng là tặng tặng cái tiếp tinh chất của máy Lumi với lại là xịt khoáng collagen, thì chị nhớ kiểm tra giúp em là tổng cộng là nó có 5 món như thế này chị nhé. Bởi vì tránh cái trường hợp em muốn chị kiểm tra kỹ trước xong xuôi hết rồi mới thanh toán. Với lại là khi đối với cái máy Lumi á, thì nó để trong cái hộp như thế này nè, em lấy cái hộp đây. Cái này là chị là người đọc hộp luôn á nha, chứ không phải là em đâu nha, nên là chị kiểm tra kỹ nha. Chị mà không ưng ý á, là chị báo chị trả về đây, là chị có quyền không nhận hàng, chị trả về cho em. Đó thì ở trong hộp á, là nó có kích cái niêm phong cái ni lông như thế này nè. Chị xé nó ra, xong rồi bên trong là có cái máy. Em đưa cái hộp cho khách xong em bỏ máy vô, nó như thế này nè chị. Thì bên trong là nó có một cái sổ hướng dẫn. Mà thật ra chị không cần đọc sổ hướng dẫn đâu, có em hướng dẫn chị là được rồi. Chị không cần đọc nhiều đâu. Thì bên trong nó có sạc pin rồi dự phòng sạc pin với lại là chân để sạc cái thứ. Thì em nói như vậy. Chị kiểm tra xong xuôi hết giúp em là chị mới thanh toán. Còn về chi phí của nó thì cả bộ như vậy thì cái máy Lumi là 6.6 triệu. True Face em bán Lumi là 6.5 triệu, True Face 6.6 triệu, Waspen là 5.5 triệu. Thì tổng cộng cái bộ của mình là hết 18.2 triệu. Đó, chị kiểm tra xong xuôi hết giúp em là chị mới thanh toán chị nhé. Rồi mà không biết là em nói thẳng luôn, không biết là em báo với công ty gửi về địa chỉ đây cho chị. Em không có hỏi gì hết á, em nói thẳng luôn. Em báo với công ty gửi về địa chỉ đây cho chị. Xong rồi khách đọc mà khách bắt đầu là khách đọc luôn địa chỉ. Bị thôi miên. Không phải thôi miên vậy, em nói đúng. Em nói người ta cảm thấy nó rít. Không phải thôi miên nhưng mà người ta tin, người ta nghĩ là em nói đúng. Đúng, em là chuyên gia mà. Đó là người ta tin đó. À, em là chuyên gia mà. Có nhiều kiến thức này ra. À, hai chị nãy giờ có muốn mua hàng chưa? Nghe lời hai đây có nhiều kiến thức mà. Đấy, chưa cứ tuôn kiến thức ra là khách hàng. Thân thế này mà mình còn tin thì. Tin mà. Mình hiểu nhau hết rồi mà còn tin. Khi mà chốt á, thì hôm bữa thầy Linh thì thầy có chỉ với em á là từ từ khoan hãy chốt vội là mình úp cái khác. Mình úp thêm chẳng hạn như mọi người có thể úp thêm về kem chống nắng, về nước hoa hồng, do người ta đang bị cao hứng á, thì lúc đó là mình úp luôn rồi hẳn chốt. Nhưng mà em chưa làm được như vậy. Chốt được mừng quá thì chốt luôn. Chốt được mừng quá. Úp mấy luôn. Sợ thay đổi. Chốt xong đi đã, có thể nói lại tiếp không sao. Xong rồi chốt cái khoản đấy không? Xong rồi chốt vậy đó. Thì anh cũng vậy mà, ổng tốt trước rồi. Thôi là nói là không đồng ý. Không đồng ý, chưa chốt được. Thì nói là chị, không biết là chị còn thắc mắc về vấn đề gì mà chị chưa quyết định là đẹp luôn đi. Là, à cái chỗ mà, hay là như vậy xong rồi người ta sẽ. Đó là về, đó là khúc chốt của video. Còn cái xử lý tình huống trước thì em nói khúc sau. Đây là khúc xử lý tình huống là em bỏ đi một phần. Đây là mới phần 1 em tiếp cận và sale, chốt sale lúc đầu thì cái phía sau là về xử lý tình huống. Thì đối với trường hợp mà gọi video call nó có khách không chịu gọi video call thì em sẽ thứ nhất là em vào cái Facebook của khách. Thì nếu mà khách em chia ra là nếu trang cá nhân mà khách giàu mà họ có nhu cầu muốn nghe thì em có thể là em sale luôn, em ghi vậy nhưng mà thực ra em không sale. Đấy là trường hợp mà người ta thực ra người ta cũng ngại nghe video á thì có thể mà xem chút nóng điện thoại luôn, nhưng mà thực ra em đi dạy cho em vẫn chưa làm. Với lại là nếu mà khách chưa muốn bơm video vì nhu cầu chưa cao á thì chị cứ follow em đi. Facebook của em là oan mã blue màu trắng á, em lúc nào em cũng kêu là oan mã blue màu trắng hết á cho giống bác sĩ á. Chị cứ follow em đi, khi nào mà chị có thời gian và thật sự chị chia sẻ cho em hiểu rõ cái tình trạng hơn á thì chị liên hệ cho em cũng được. Vì em phải thật sự thấy rõ tình trạng của chị em mới tư vấn đúng. Hơn nữa sản phẩm có tốt không, máy mà chị dùng không cung cấp thì cũng đâu có ok đâu. Chị em mình
gặp nhau đã là cái duyên rồi, lần này mà chưa hỗ trợ được thì lần khác thôi đúng không chị? Chị còn tương tác với em 30 phút mà lo gì? Rồi phải sau đó thì và Facebook của họ, đối với các bạn Facebook mà họ chưa đồng ý á, thì thầy cho chị với em là vào Facebook của họ, sau đó là kết bạn với 10 người mà họ hay tương tác nhất, thì khi mà họ vào họ thấy các bạn chung á, thì họ sẽ tương tác với mình, sau đó thì nhắn tin cho khách, nhắn tin soạn một loạt những cái tin nhắn làm sao để khách rep trả lời lại mình, với lại gửi những cái phản hồi á. Em hay sưu tập mấy cái phản hồi, cái video của họ một hơn nè, video của em tag khách vô, khách nào đồng ý rồi em tag vô của nghệ sĩ cô gì chị có xem lúc đầu em xem chị có xem phim Sống Chung Với Mẹ Chồng không, nghệ sĩ Lan Hương mà mẹ chồng huyền thoại và đeo cái kính đen đen có một ruồi ngay trên mặt á, bà đó phải dùng cái máy đây nè, xong chị biết họ một hơn không, Angela Phương Trinh Phương Trang này dùng cái máy này, em nói mấy cái người mà nổi tiếng á. Xong rồi em tát khách thẳng vô mấy cái video đó, gửi thông tin, gửi phản hồi thì khách có niềm tin thì đến đợi đến khi nào mà họ rep lại liên hệ lại với mình. Xong rồi hôm bữa thầy có nói là gọi, nếu mà có số rồi mình gọi mà không bắt máy thì 30 phút sẽ gọi lại, 30 phút thì gọi lại hoặc là gửi tin nhắn hoặc là nhắn ở trên bay á, bởi vì là mình có cái bay chạy quảng cáo á. Thì nói là chị ơi, công ty của em có điều chuyên gia chăm sóc da tư vấn với chị mà sao mà hình như chị bận nên là người ta chưa liên hệ được với chị á, thì không biết khi nào thì chuyên gia bên em có thể gọi hỗ trợ chị được. Thì người ta có trường hợp mà khách nhắn lại hoặc là trường hợp khách không nhắn lại. Đối với trường hợp mà khách không nhắn lại thì mình tiếp cận qua Facebook. Rồi đối với cái Facebook cá nhân của em á, thì em cũng đang tập xây dựng về Facebook cá nhân của em. Bởi vì hồi trước em lười đăng bài lắm, lười xây dựng thương hiệu lắm, nhưng mà bây giờ xác định để làm cái này sản phẩm cao cấp thì đối tượng của mình phải xác định luôn là mình là dành cho nhà giàu. Nhà giàu đương nhiên là họ, cái cách sống của họ và cái suy nghĩ của họ, rồi cái họ hay check in những nơi sang trọng á, thì em cũng tập làm sao để nhìn cho mình giống người giàu. Thật chứ ảo gì. Nâng cấp bản thân. Nâng cấp. Sau xác định đối tượng dùng sản phẩm của mình, sau đó là em anh tài cho chị em vô mấy cái group mà có mấy cái bài sồn sồn á, mấy cái group mà sao anh tài anh hả, gì phụ nữ 30 tuổi gì ly hôn cần tìm hạnh phúc mới rồi mấy cái đúc gì vậy đó, và nói xong rồi nhìn xem rồi bà nào mà trong sang đẹp mà bà trong chút về bên ngoài thì cứ gửi kết bạn các bạn nó, để cho người ta cho mình có cái tệp khách hàng về Facebook của mình á. Rồi lâu lâu cứ vào comment dạo ôi chị hát hay quá, cho mấy bà đó hay live stream hát á, vào khen chị hát hay quá, ôi trông chị sang nhờ, thì cứ vào khen comment dạo như vậy thôi. Còn khách thì hiện tại em chưa có khách nào liên hệ với em hết, nhưng mà ít nhất là mình có cái tệp khách hàng đối với Facebook của mình. Chứ bởi vì trước khi mà em học ở bên lớp này nè, em nhìn lại Facebook của em toàn là đàn ông không à, bởi vì em bán lăng, toàn là con trai không, mà đối tượng thì không có đối tượng giàu, nên là bây giờ em phải xây dựng lại, xác định lại đối tượng, nhìn lại Facebook của mình là bây giờ hiện tại đối tượng của mình là gì để mình hút họ, với lại là họ xem mình theo dõi mình hoài thì người ta cũng người ta bị gì, bởi vì một cái thông tin mà người ta thấy hoài như vậy á thì người ta cũng bị NLP bị hút theo á. Sau đó thì đăng nhiều bài, hồi trước em toàn đăng bài bán hàng đúng không, nay thì em tập trung đăng bài cá nhân với lại chia sẻ nhiều. Thì nhưng mà khi mà em thấy khi mà mình đăng nhiều như vậy người ta sẽ nhớ đến mình á. Nhiều trường hợp khách inbox em nhiều người mà em nghĩ là không nhớ đến em đâu, nhưng mà em không ngờ họ công nhận anh bán nhiều hàng ghê, là người ta biết mình bán nhiều hàng, rồi bắt đầu là sau này mình cũng dễ chạy như kem đánh răng rồi dung dịch rồi các thứ á. Để hai anh tài làm cho em một cái album về dòng sản phẩm, làm thành cái album rồi bổ sung hỗ trợ Như vậy xong rồi về Facebook cá nhân em như vậy thôi.
chị để chị suy nghĩ đã. Tại chị hỏi chồng, chị hỏi chồng hỏi con chị xin. Thôi để chị đi phẫu thuật thẩm mỹ cho nó nha. Đi phẫu thuật thẩm mỹ giá cũng nhiêu đó. Và là để chị xem tầm 1 tháng nữa rồi có gì chị gọi lại nhá. Hẹn không tầm 1 tháng nữa em nha. Từ từ rồi chị suy nghĩ. Thì đối với giá cao thì là bước đầu tiên là bỏ ngay cái việc mà phản bác khách hàng. Tức là không chỉ cái này mà cao cái gì, tức là mình là lúc nào cũng say dép với khách hàng hết đó, đồng ý với khách hàng là dạ chị đúng là cao được. Không phải một mình chị nó cao đâu, khách em ăn cũng bảo là cao hết á. Nhưng mà quan trọng là về cái chất lượng chị dùng. Khách hàng nào cũng hỏi cao cho đến khi mà khách của em dùng sản phẩm xong thì họ đều nói cái này rẻ quá. Mình đang bị mấy khách đầu tiên đều nói cao xong từ chối luôn. Các bạn được không? Mình đồng ý xong cho đến khi mà họ dùng rồi á thì họ mới thấy cái này quá rẻ. So với những cái sản phẩm mà họ cũng đã dùng cũng cái tầm khúc giá này nhưng nó chất lượng không được như sản phẩm này. Và chị hiểu rằng là em thì em bán rất nhiều sản phẩm, chị thấy trên Facebook của em đấy. Thì cái nào tốt thì em nói tốt và cái nào không tốt em nói không tốt. Các bạn hình chưa đó? Các là tôi là một người trước sản phẩm này không phải là sản phẩm tôi sản xuất, nên không việc gì tôi phải nói cái sản phẩm này tốt, sản phẩm kia không tốt. Đó, mà cái nào tốt thì em nói tốt và cái nào không tốt em nói không tốt. Bởi vì sao? Chị mới là cái người quan trọng nhất của em chứ không là cái công ty sản xuất sản phẩm, đúng không? Bởi vì chị dùng sản phẩm này tốt thì chị mới mua em lại tiếp. Còn cái của công ty kia mà nó tốt hay không tốt thì nó không liên quan đến em mấy. Bởi vì sao? Bây giờ cái công ty này tốt thì em sẽ còn nhập về, còn cái này không tốt thì em sẽ nhập công ty khác. Được chưa? Cho đến tại thời điểm hiện tại, khi mà em từ lúc em làm đến giờ thì em vẫn thấy sản phẩm này là sản phẩm tốt nhất, mà được nhiều khách hàng đánh giá nó tốt nhất. Căn hình như vậy cái cách giải thích cho họ chưa? Cho thấy rằng là đúng rồi, ban này đâu phải là sản xuất đâu. Các để ý các video của anh cũng thường anh hay nói như thế. Tức là vì cái sản phẩm này không phải là tôi sản xuất, mà sản phẩm này là sản phẩm tôi nhập về. Mà khi mà tôi nhập ấy thì tôi sẽ luôn chọn cái sản phẩm của công ty nào tốt thì tôi nhập về, còn cái nào mà không tốt thì tôi không nhập về. Và cái người mà nuôi sống tôi đó là anh chị chứ không phải là công ty đó. Căn hình như đó, tôi nuôi công ty đó chứ công ty đó không nuôi tôi. Mà khách hàng là anh chị ấy mới là người nuôi tôi chứ không phải là công ty đó. Thì họ là, đúng nhỉ, đó là họ sẽ mua. Tiếp tục đi. Bảo là dạ đúng rồi chị, khách chị mang cũng bảo cao hết á, nhưng mà chị có công nhận với em là tiền nào của nấy. Có phải là hàng rẻ thì không tốt, hàng tốt thì không rẻ, mà hàng vừa tốt thì rẻ thì không có, đúng không? Rồi khách chị thấy giá cao, khi mà khách thật sự chưa biết được cái giá trị của sản phẩm mới bảo là đắt thôi. Nên là phải cho khách hàng thấy được giá trị. Thứ nhất là vẽ viễn cảnh, em cứ như là vẽ viễn cảnh khách dùng đẹp, người khác khen sau 5 đến 10 năm nhưng mà vẫn không già đi. Chị biết đối với những cái dòng sản phẩm của Nhật của Hàn á, đúng là chị công nhận là dùng nó có đẹp, nên có cơ mình dùng mỹ phẩm á thì nó đẹp thì đẹp hơn, nhưng mà già thì vẫn già đi, đúng không? Còn cái này á, em thấy hay bên công ty của mình là không những đẹp mà mình còn trẻ nữa. Tức là chẳng hạn như chị dùng cái này tầm khoảng 5 đến 10 năm sau chị vẫn trẻ, chị không có bị già đi. Còn vấn đề già của mình là không phải là ngày 1, ngày 2 mình già, mà là mình già từng giây, từng phút. Em hỏi chị có hay vào trung tâm thương mại không? Chị có biết Landmark 81, chị có vào Landmark 81 bây giờ chưa? Giá một cái áo chị con như vậy thì đến tận mấy triệu một cái luôn mà. Cho khách hàng về cái thấy cái giá có nhiều chỗ một cái giá cao. Tính ra đó là chuyện bình thường, giá cao như vậy là chuyện bình thường. Rồi mà chị nghĩ để mua cái tuổi trẻ của chị, thanh xuân của chị là chị trẻ tầm 5 đến 10 phút như vậy thì chị bỏ bao nhiêu tiền? Với lại chị có bao giờ dùng hàng rẻ đâu. Em nói như thế này, có bao giờ chị dùng hàng rẻ đâu, thấy chị tầm dùng hàng xịn, hàng cao cấp thôi chứ. Mà cái này là nó có đối với chị có đắt. Xác định cho khách là khách không dùng hàng rẻ luôn. Với lại chị có bao giờ dùng hàng rẻ đâu mà chị chê mắt. Em thấy chị toàn dùng hàng xịn chất lượng thôi. Em nói thật, quan trọng là chị dùng tốt, chị đẹp lên thôi. Chứ chị nghĩ để bỏ tiền à. Rồi cái này em nói thôi. Rồi với trường hợp là
Dạ em biết giá cao thật, nhưng em bán là bán chất lượng, khách dùng đẹp thì quay lại, em không phải như người ta mua về chỉ dùng như thế nào thì dùng. Tức là nói về cái chất lượng giá trị của mình á, em quay lại em nói lúc đầu á, không phải là chị mua chị về dùng như thế nào thì dùng, mà chị dùng em muốn là một khi mỗi các khách hàng đến với em là phải thật sự đẹp lên, nên là em còn có đội ngũ chăm sóc về sau nữa. Chị mua cái giá này là không phải là giá sản phẩm mà giá cả cái gói dịch vụ của chị để đảm bảo vấn đề mà bên công ty là em đã cam kết là chị dùng cái này là đẹp thì đó, tức là em nói về cái gói chất gói dịch vụ. Vì bên em có hàng khách dùng đẹp thì quay lại, vì bên em có hàng trăm sản phẩm về lão hóa mà đối với em một khách hàng đến với em là phải đẹp, nhất định phải đẹp. Như vậy thì như vậy em cũng tự hào với công việc của em, bởi vì bắt đầu kể với mẹ của em hồi trước á, trước khi em làm ở công việc này á, thì mẹ của em tại người cũng hơi bị mập. Kể về lúc trên em cứ nói với cô Hương rồi cô Nga này, xong rồi em kể với mẹ, mẹ em thì cũng mập, mà người mập thì tuổi này thì rất là hay bị sợ. Thì khi mà cái này em nó xạo một chút thì khi mà khách mẹ em dùng cái này á, bởi vì lúc trước á, mà mẹ bị nhăn quá là sợ, thì cái đợt đó về á, em thấy mẹ soi gương, nhưng mà mỗi lần mẹ soi gương là mẹ nâng cái mặt mình lên như thế này nè, tức là mẹ bảo là tao chỉ muốn làm sao mà cái mặt tao nó nâng như thế này thôi là nhìn tao trẻ hẳn luôn á mấy hơn đó. Thì khi mà em cho mẹ dùng cái máy hoặc là dùng cái True Face á, thì trong da của mẹ nó săn hơn, thì cảm giác của mẹ rất là vui khi mà thấy mình săn như vậy á, nên là em cảm nhận được là mẹ em vui như thế. Thì em nghĩ là khi mà chị đẹp lên chị cũng sẽ vui, thì lúc đó là niềm tự hào của em đối với công việc này, tức là em mang cái giá trị làm cho chị vui đó, là em cảm thấy vui đó, là em nói như vậy. Sau rồi đó là về giá, sau đó về chất lượng, nhưng mà em thấy chung quy là chất lượng với giá luôn đi kèm với nhau, chỉ cần họ thấy cái chất lượng á thì họ thấy cái giá đó bình thường, nên quan trọng là nói về phần chất lượng. Thì làm sao để cho khách hàng có niềm tin về sản phẩm của mình, thì trong nhất là trong cái lúc sale phải bị viễn cảnh, phải làm theo, tức là phải cái vấn body language NLP, là chủ yếu là mình phải làm sao mình căng, mình cứ vuốt cái mặt mình lên căng. Chị biết sao em phải kết bạn Zalo với Facebook với chị như thế này không? Mình thường bán hàng thì bán hàng thôi là được rồi, chứ không gì phải kết bạn Zalo Facebook các thứ làm gì. Nhưng mà vì em biết là chị dùng chị đẹp lên rồi, chị còn giới thiệu cho em, nên em phải giữ liên hệ với chị chứ, đúng không? Mà em với lại là em cũng muốn xem chị dùng như thế nào nữa. Chị dùng đẹp đó thì em cũng vui, do em hiểu cái cảnh là da mặt chị sẽ nhăn, chị giống mẹ em, trước mẹ em chị muốn làm sao để nâng cái phần sệ lên thôi, tại mẹ em cũng mập, lúc mẹ dùng đó thì cái này mẹ em nói rồi. Chị thấy chị dùng mấy cái sản phẩm kia có đâu phải là rẻ đâu, nhưng mà nó không có tác dụng gì hết, có phải là phí phạm không? Chị cộng dồn hết cái bộ sản phẩm của chị á, tính ra thì nó cũng hơn cái giá này rồi. Mà bây giờ chị dùng cái sản phẩm của em muốn là chị dùng, chị thật sự thấy nó có chất lượng, nên là chị bỏ hết mấy cái sản phẩm kia cho em. Với lại là nhiều lúc mà chị dùng nhiều loại như vậy đó, nó bị loạn lên hết, nên là em muốn chị dùng cái này chị phải thật sự đẹp, nên bỏ hết tất cả những cái sản phẩm kia, dùng mỗi sản phẩm bên công ty em thôi. Em công nhận chị dùng sản phẩm của chị tốt thì tốt là đó, nhưng mà chị phải hiểu da chị đang bị như vậy, chị phải dùng chuyên về lão hóa chứ. Chị thấy không, sản phẩm bên Nhật bên Hàn ok, nhưng mà chị có trắng thôi, không thể nào xóa được nhăn tàn nhang nám chị sợ, da có trắng máy mà sợ thì nhìn nó cũng không đẹp. Với lại là công ty em thì nó có 17 năm nghiên cứu về lão hóa độc quyền và thay lớp với 3 phòng thí nghiệm, thì nó chuyên sâu một cái lĩnh vực mà trẻ hóa như vậy thì nó quá ok rồi, đúng không chị? Đó, em là chuyên, với lại là em là chuyên gia, mà da mà chị da của chị, em là người thật sự, em là người là hiểu rõ nhất. Lúc trước á, chưa gặp em á thì không nói, bây giờ gặp em rồi thì phải đẹp lên thôi. Với lại là lúc này lúc ở trên nói cái này, nó ở trên nó khen được khách, mà khách đẹp đó, lúc gọi video khen khách đẹp đó thì bảo là chắc hồi xưa chị là cũng phải là hot girl, rất là nhiều người khen chị đó, mấy là kiếm chuyện mà nói á. Thì
chắc là nhiều người theo chị lắm hơn. Cái xong rồi chị hồi xưa người ta tán tỉnh chị như thế nào, có phải là mang đàn guitar tới họ hát rồi ngồi trước nhà và tán tỉnh thả thính nhau không? Cái xong rồi bắt đầu là người ta sẽ kể, bởi vì là người ta chịu chia sẻ với mình đó, thì mình nói người ta sẽ tin. Giống như chia sẻ với bạn đó, giống như là em tưởng tượng như mẹ em hồi trước, mẹ em kể tao mà ngồi bằng như mày hở là cho anh tới nhà hồng hồng, thì bà này cũng y chang mẹ em luôn, y chang là người ta sẽ kể chuyện tình của người ta đó. Thì cái do nhiều chuyện còn hỏi em là không biết gọi video thì nói cái gì á, thì mọi người liệt kê như thế nào thì mình có chuyện để mình nói, chẳng hạn như không nói cái này thì mình nói cái kia, chẳng hạn không biết chia sẻ cái nào thì mình nói trang như thế này, là mình không có bị mà ngắt quãng với khách hàng, không có để bị khách hàng im lặng mà quá 3 phút, 3 giây á. Mình chủ động nói chuyện với khách đó, nên là liệt kê như thế này thì mình có cái để mình nói, mình không có bị bế tắc. Giờ chị không tin, nhưng mà chị dùng, chị còn có cơ hội mà chị đẹp ra đúng không? Chị dùng cả cổ thì thôi rồi, lần đầu chị dùng thì đã cảm thấy đẹp rồi, học luôn. Em lừa chị lừa để làm gì? Lừa gì lừa bao nhiêu đây? Đâu có đáng, với lại em kinh doanh, em tin vào luật nhân quả mà. Luật gì cũng có thể tránh được, nhưng mà luật nhân quả thì không thể nó tránh được. Trước đó họ hay đi chùa không? Với lại mấy người mà đi chùa hoặc là đi nhà thờ thì họ hay có lòng tin, đức tin là cái thứ đó. Nói về luật nhân quả thì nhiều khách hàng họ chất lượng thì họ có đảm bảo hay không. Thì sau hôm bữa em có thêm một cái ý của thầy đó, là tỷ lệ 1/1000 á, nếu chắc chắn 100% thì không có gì là hoàn hảo về chị, mà nhưng mà bình thường là như cả 1000 khách hàng như vậy á, thì xui lắm mới có một khách bị như vậy. Nhưng mà hôm nay chị là một trong 1000 khách hàng như vậy thì em đảm bảo vấn đề là tôi mua hàng tặng hàng tiền lại chị. Nhưng thực ra không có chị ơi, từ lúc đấy em làm công ty 3-4 năm đến giờ thì chưa có trường hợp nào như vậy cả. Và chất lượng em thấy em chưa được làm nó sâu lắm, nên lát nữa mọi người bổ sung cho em. Từ từ để chị xem đã. Thì chị, đối với chị thời gian có quan trọng không? Có thể em học quá nha, không phải của em không? Chị đối với chị thời gian có quý không? Chị đã mất bao nhiêu thời gian để tìm một sản phẩm giúp chị cải thiện tình trạng này rồi? Bây giờ chị đã tìm được nó rồi, thì chị muốn mất bao nhiêu thời gian nữa? Đương nhiên chị phải suy nghĩ, đúng là mình phải suy nghĩ thật, bởi vì khi mà mình quyết định mua một dòng sản phẩm nào đó, mình phải thật sự hiểu rõ về nó, phải biết nó như thế nào, cho tự nhiên ông một cái chị chả biết nó như thế nào mà chị mua sao mà được đúng không? Nhưng mà như nãy giờ em tư vấn, em hỗ trợ chị đã thật sự hiểu rõ về sản phẩm rồi, thật sự hiểu rõ về cách dùng chưa? Nếu chị chưa rõ thì nói lại lần nữa, thì nói lại lần nữa cho khách. Từ từ chị không nhất thiết phải là mua ngày hôm nay, nhưng chị không cần phải mua ngay trong ngày hôm, chị có thể quyết định sau này mua cũng được, không phải là mình mua trong ngày hôm nhất định phải mua trong ngày hôm nay. Nhưng tại sao em muốn chị mua ngay bây giờ? Bởi vì á là chị mua cả bộ, tức là bây giờ chị dùng thì chị có thể đẹp lên liền nè. Em không muốn cái mà chị quay lại rồi chị vô sau này chị quay lại em rồi em không muốn tình trạng của chị nó bị nặng hơn. Với lại là hiện tại mình đang có chương trình dân này, mình được nhận cái ưu đãi thế này, thì một chai tuyết tinh chất trẻ hóa như vậy á thì là 1.060.000, sau này chị mua tự nhiên chị bỏ 1.060.000 có phải là phí không, đúng không? Thì bây giờ chị mua thì mình được cái gói ưu đãi như thế này. Với lại có cái chai collagen. Rất chi tiết đúng không? Chị dùng sau 2 tuần, chị dùng là sau 2 tuần sau là khác liền à. Cứ NLP là người ta dùng 2 tuần là đẹp, NLP em cứ nói miết có mấy câu em cứ nói đi nó lại miết như vậy á. Em nói lại bị trùng nhiều lần, nhưng mà chung quy là đều nói về chất lượng. Em kêu là chị dùng cái này sau 2 tuần là chị khác, người ta khen thì nhớ khoe là oanh. Xong rồi lại nói về căng sáng bóng sáng nhăn, cứ nói xuống về rồi căng sáng bóng sáng nhăn cho khách. Và cái trường hợp mấy cái này em đã ghét thì em làm chưa được sâu lắm, bởi vì em xử lý tình huống chưa ok. Xong rồi trường hợp là để chị hỏi chồng con, bây giờ chị tức là anh nhà mình hỏi chồng con thì sẽ có hai trường hợp, theo em nghĩ thì có hai trường hợp.
thật sự là có trường hợp mà mấy chị bị phụ thuộc vào chồng á, thì phải hỏi chồng xin tiền chồng, người ta muốn mua, người ta cần xin tiền để có người ta mua được, hoặc là trường hợp cái đó chỉ là lý do để từ chối thôi. Nó có hai trường hợp như vậy, nhưng mà em không biết là đối với trường hợp từ chối thì xử lý như thế nào. Thì em bảo là tức là anh nhà mình nắm giữ tay chính hay sao chị? Hoặc là được, em nói là phụ nữ mình tội học chị ha, cả đời lúc nào cũng vì chồng vì con hết, như là mẹ em á, như chẳng hạn như là anh em chỉ cần xin cái xe, kêu là ưng cái xe đó, chỉ cần nói với mẹ thôi là mẹ sẽ tìm mọi cách để mua được cái xe đó, nên là cả đời cứ phụ sự vì chồng vì con, đến nỗi là thích cái áo mà không dám mua nữa, cứ làm cái gì cũng nhìn sắc mặt của chồng á, nên là em thấy phụ nữ mình tội. Nhưng mà chị biết không, chị làm đẹp là không phải làm đẹp cho mọi người không chị đâu. Anh chị, anh nhà mình hay đi công tác xa nữa, nên là chị làm đẹp để mình còn nhiều hạnh phúc cho gia đình mình nữa, chứ không phải là mình làm đẹp là vì là bản thân mình. Có nhiều trường hợp mấy chị là ui tôi già rồi làm đẹp đi nữa, cái đó không đúng. Chị làm đẹp là làm đẹp là nhu cầu của mỗi người, với lại là chị làm đẹp như vậy á thì con chị cũng tự hào, chồng chị cũng tự hào nữa. Nên là chị chuẩn bị có xui đúng không, chị chuẩn bị chị còn phải lo cho thằng con này nó, cho hồi lúc đầu có hỏi với con mà chị con còn con gì nữa, chị có muốn cái gì đứng với xui của chị á, người ta sẽ bảo là ôi hai bà này cũng ngang tuổi với nhau mà bà này nhìn trẻ hơn, chị có thấy khoái không, thấy thích không. Mà chồng chị có hay đi nhậu với sếp không? Cái bộ này á tính ra thì nó bằng hai lần ba lần chồng chị đi nhậu với sếp chứ bao nhiêu đó, bằng bữa nhậu của chồng chị chứ bao nhiêu. Mà đồng ý á làm gì thì cũng phải đồng, nên là làm gì cũng phải đồng chồng đồng vợ. Chị hỏi chắc là chị qua nhà chị cũng thuộc dạng mà mặt nồng với nhau lắm, nên là chị làm gì chị cũng phải hỏi chồng đúng không. Nhưng mà chị ơi, nếu mà anh nhà mình không cho chị ngoài chị lại xấu như vậy luôn à. Thật ra em nghĩ chồng chị sợ nếu mà chị khi mà chị xin anh nhà mình á, anh nhà mình trường hợp cái này, trường hợp là xử lý khách là khách từ chối khi mà giao hàng rồi á, là cho buổi bán ăn là có cái trường hợp này, cho là giao hàng rồi thì em nghĩ đó là lý do của khách thôi, bảo là anh nhà mình không, anh nhà chị không cho, anh nhà chị không cho xài nên là chị không nhận. Nên là em sẽ nói vậy không, em sẽ nói là thật ra em nghĩ đó là chồng chị lo cho chị thôi, chồng chị lo nghĩ là sợ chị mua hàng trên mạng nó không có chất lượng thì nó lại như thế này nó nọ, chứ phải không có gì đâu, chị đừng có buồn nha. Thật ra khách hàng chả buồn gì đâu mà em giả bộ em nói thế, là chị đừng có buồn, cho là anh chị lo chị thương chị thôi, chứ không phải là anh không muốn chị làm đẹp. Chứ em nói thật, đàn ông ai chả muốn là ai chả muốn vợ làm đẹp, chồng đẹp mặt vì vợ mà. Chị dùng cái này chị đẹp lên có phải là chồng chị thương chị hơn đúng không? Con chị cũng tự hào khi mà có vợ có mẹ đẹp nữa. Xong rồi. Rồi đó là về hỏi chồng hỏi con. Sau đó có trường hợp là để chị đi phẫu thuật thẩm mỹ cho nhanh. Dạ chị giống như mấy chị bắt trước của em á, ưng đẹp nhanh. Mà chị biết không, cái độ tuổi của chị á thì phẫu thuật thẩm mỹ như vậy cũng có nhiều rủi ro. Thứ nhất là chị không có biết rõ được cái chỗ nào mà nó ok về cái người ta, cái dịch vụ của người ta tốt, với lại là sức đề kháng của mình cũng không có được khỏe nữa, thì nó có tác dụng phụ của thuốc tê á. Thì chị dùng nó mấy cái trường hợp mà đi phẫu thuật bị phèo á thì mọi người nói thêm vào. Chứ hôm nay em cũng chưa biết sợ xử lý như thế nào, em mới ghi ra ý rồi hôm nay em định hỏi mọi người. Thế là cái này thì khách hẹn lấy thì cái này em mới ghi ra thôi, là khách hẹn là một tuần sau lấy hoặc là một tháng lấy á. Nó thì em cũng nói là chị mua bây giờ thì mình được cái gói như thế này nè. Hoặc là em nói là dạ khi nào chị nhận được thì chị bắt đầu làm đẹp. Thế là khi nào chị nhận được để em cái gói này hiện tại là nó chỉ có chương trình ưu đãi là trong vài ngày này thôi, nên là chị đăng ký chẳng hạn như mà một tuần sau chị nhận đúng không, cho em xin chính xác cái ngày đi để em báo với công ty người ta giữ cái gói này cho chị. Thì tầm khoảng thời gian đó có bộ phận bên công ty người ta xác nhận lần để người ta gọi cho, để người ta gửi cái hàng cho chị, chứ không vấn đề gì cả. Chứ em muốn là một khách hàng đó, thứ nhất là dùng sản phẩm tốt đẹp lên, thứ hai là phải được cái giá tốt nhất nữa đó. Tự nhiên chị bỏ cái gói này được ưu đãi như thế này rất là tiếc. Xong rồi nếu mà cái chỗ này mà khách cứ từ chối, cứ hẹn xong rồi em nghĩ là thay vì cả bộ thì chia ra, thì bảo ôi vậy
tiền đúng không? Thì thôi chị lấy bộ cơ bản đi, lấy máy lương minh với lại waspen bên trong. Chị lấy cái bộ cơ bản như thế này đi thì cho nó nhẹ về mặt tài chính. Rồi chị dùng, bởi vì chị em mình còn Facebook với nhau, tương tác hỗ trợ với nhau mà đâu phải là ngày một ngày hai đâu. Chị dùng chị đẹp rồi, chị thấy ok, bộ cơ bản với chị thấy chị đẹp rồi thì chị quay lại chị lấy thêm cái trung phê với lại những cái sản phẩm khác, không có vấn đề gì cả. Chị lấy cái bộ chi nhỏ như thế này, chị lấy bộ cơ bản như thế này nhá. Đọc một địa chỉ cho em báo với công ty. Không thì không nữa thì chi nhỏ ra nữa là máy luôn đi. Em nói dở lắm hay sao mà ai cũng mất nhắm mất mở vậy? Hay mà. Ok, lại đây anh sẽ chỉ tiếp cho chúng ta về cái cách mà mình tư duy làm nhé.